Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng những tin tức thời sự cập nhật. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2024 theo chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững và với tinh thần năm quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được hưởng thụ thật, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo người dân doanh nghiệp được hưởng các chế độ chính sách và thành quả mang lại, quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho hơn 1.000 nhà giáo trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 4 nhà giáo vinh dự được phong tặng danh hiệu này. Đó là thầy giáo Nguyễn Đức Thắng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, huyện Ân Thi, cô giáo Nguyễn Thị Thiện, trường Trung học cơ sở Đoàn Đào, huyện Phù Cử, cô giáo Hoàng Thị Hương, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ và thầy giáo Đào Thanh Tuấn, trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Các nhà giáo ưu tú là những người có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết tận tụy với nghề, có nhiều thành tích trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Công ty Điện lực Hưng Yên vừa đóng điện vận hành trạm biến áp kỹ thuật số đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, đó là trạm biến áp 110 kV Lý Thường Kiệt 2, được hoàn thành sau hơn 6 tháng khởi công. Nỗ lực này giúp hoàn thành sớm so với tiến độ, qua đó đảm bảo cấp điện kịp thời cho xây dựng các hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Lý Thường Kiệt, rộng 3.000 ha của tỉnh Hưng Yên. Theo thiết kế, trạm có 2 máy biến áp 63 MVA với tổng công suất là 126 MVA, chi phí xây dựng là trên 80 tỷ đồng. Với cơ chế hoạt động tự động hóa 100%, trạm có hệ thống các thiết bị cảm biến, camera quang, camera nhiệt được phân tích và điều khiển dữ liệu thông qua hệ thống vi xử lý bằng phần mềm chuyên ngành. Tính đến cuối năm 2023, thanh toán không dùng tiền mặt cả nước đạt khoảng 11 tỷ giao dịch, tăng gần 50% so với năm 2022. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 200 triệu tỷ đồng. Trong đó, thanh toán qua kênh Internet đạt gần 2 tỷ giao dịch với giá trị đạt trên 52 triệu tỷ đồng, tăng hơn 56% về số lượng và 5,8% về giá trị so với năm 2022. Qua kênh điện thoại di động đạt hơn 7 tỷ giao dịch với giá trị đạt hơn 49 triệu tỷ đồng, tăng hơn 61% về số lượng và gần 12% về giá trị. Qua phương thức QR code đạt gần 183 triệu giao dịch với giá trị đạt hơn 116.000 tỷ đồng, tăng gần 172% về số lượng và hơn 74% về giá trị so với năm trước. Theo đề án vừa được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện được cấp bản điện tử thay cho bản giấy và tích hợp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đến năm 2025, hoàn thiện các phần mềm nội bộ nhằm đảm bảo 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Giao thông Vận tải, tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân và doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa. Kinh phí thực hiện đề án là gần 600 tỷ đồng. Cuối năm 2022, huyện Phù Cử đầu tư gần 70 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng đoạn từ DT378 đi qua khu Vùng Quạ đến khu di tích lịch sử Cây Đa và đền La Tiến, xã Nguyên Hòa. Tuyến đường trên dài khoảng 5 km. Trong quá trình thi công, một số vị trí vướng mắc về mặt bằng do một số hộ dân chưa đồng ý hiến đất và tài sản trên đất để thi công công trình và phát sinh hạng mục di chuyển đường điện làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Dự án trên từng được cử tri địa phương phản ánh vì chậm thi công. Đến nay, tuyến đường trên đã cơ bản hoàn thành giải nhựa áp phan rộng 8 mét mặt, có hệ thống thoát nước, giúp việc đi lại của nhân dân được thuận lợi. Vào lúc 6 giờ sáng nay, các thành viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã lên đường sang Doha, Qatar để tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2023.
Chuyến bay của đội tuyển Việt Nam cất cánh lúc 8 giờ 30, bay thẳng từ Hà Nội đến Doha và hạ cánh lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam, tức 13 giờ theo giờ địa phương. Theo kế hoạch, sau khi có mặt tại Qatar, thầy trò huấn luyện viên Chaozier sẽ có buổi tập đầu tiên tại đây để làm quen với khí hậu, thời tiết và điều kiện sân bãi tập. Trong thời gian này, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu kín với Kyrgyzstan vào ngày 9 tháng 1 trước khi chốt lại danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ vào ngày 13 tháng 1. Vòng chung kết ASEAN Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 năm 2024 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại Qatar. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ thi đấu ra quân gặp Nhật Bản ngày 14 tháng 1, tiếp đó lần lượt đấu Indonesia ngày 19 tháng 1 và Iraq ngày 24 tháng 1. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trung Quốc vừa chính thức ban hành luật giáo dục yêu nước nhằm khuyến khích các gia đình, trường học và công ty thể hiện lòng yêu nước sâu sắc hơn. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng có một nhu cầu thiết thực là phải thống nhất tư tưởng, tập hợp sức mạnh cho sự nghiệp vĩ đại là xây dựng đất nước hùng cường và trẻ hóa đất nước. Theo luật này, các trường học và công ty ở Trung Quốc phải đưa giáo dục lòng yêu nước vào chương trình giảng dạy và các hoạt động quản lý kinh doanh, đào tạo nghề. Luật quy định cha mẹ cũng nên đưa tình yêu quê hương và việc giáo dục trong gia đình. Ngoài ra, các biện pháp cũng được thực hiện để tăng cường lòng yêu nước của người dân ở đặc khu Hồng Kông và Macau, tăng cường tuyên truyền về việc thống nhất Trung Quốc với Đài Loan, tăng cường liên lạc giữa cư dân Hoa Kiều và Đài Loan. Trên các nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, chủ đề về luật giáo dục yêu nước đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem và tạo ra khoảng 11.000 chủ đề thảo luận. Theo số liệu thống kê, trong năm 2023, dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm, hay nói cách khác, tỷ lệ sinh tại quốc gia Đông Bắc Á vẫn ở mức thấp. Thống kê của Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc cho biết, tính tới tháng 12 năm 2023, dân số nước này đạt khoảng 51 triệu người, giảm hơn 113.000 so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, theo số liệu, tính đến tháng 12 năm 2023, số người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên là hơn 9 triệu, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, số lượng trẻ em dưới 17 tuổi giảm khoảng 3% so với năm 2022. Độ tuổi trung bình người Hàn Quốc ngày càng tăng, hiện ở ngưỡng 44,8 tuổi. Trong khi đó, tổng số ca sinh được đăng ký dựa trên đăng ký cư trú trong năm qua là hơn 235.000, mức thấp kỷ lục. Các nhà nghiên cứu mới đây tạo ra chất bán dẫn chức năng đầu tiên trên thế giới được làm từ graphene thay vì silicon, báo hiệu một kỷ nguyên mới về linh kiện điện tử và mở đường cho việc sản xuất các thiết bị điện tử nhỏ gọn và hoạt động hiệu quả với tốc độ cao hơn. Bước đột phá của nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Georgia đã tạo ra chất bán dẫn chức năng đầu tiên trên thế giới được làm ra từ graphene, một tấm nguyên tử carbon duy nhất được liên kết với nhau bằng các liên kết mạnh nhất từng được biết đến. Phát minh đã mở ra cánh cửa cho một phương pháp chế tạo thiết bị điện tử mới. Với graphene, các nhà nghiên cứu đã giải quyết được vấn đề về độ rộng vùng cấm, một đặc tính điện tử quan trọng mà tùy theo độ rộng vùng cấm, chất bán dẫn có thể dẫn điện hoặc không dẫn điện. Cho đến hiện tại, trong graphene không tồn tại độ rộng vùng cấm này. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất bán dẫn graphene có khả năng linh động gấp 10 lần silicon. Hiện tại, phần lớn linh kiện điện tử được chế tạo từ vật liệu bán dẫn silicon. Tuy nhiên, graphene có thể khắc phục được các nhược điểm của silicon như độ dày lớn và cản sáng. Ngoài ra, chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều lần. Đến hẹn lại lên, lễ hội băng đăng quốc tế Cáp Nhĩ Tân năm 2024 đang diễn ra tại thành phố cùng tên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, trở thành điểm đến thu hút một lượng lớn du khách tới chiêm ngưỡng. Tọa lạc trên diện tích 810.000 m², quần thể lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân vào mùa du lịch lại rực sáng cả một vùng trời với hơn 250.000 m³ băng, tạo nên hàng nghìn khối kiến trúc, bao gồm những tòa lâu đài và các tác phẩm điêu khắc từ băng theo chủ đề độc đáo. Để chào đón du khách, những nghệ nhân đã biến sự kiện du lịch này thành lễ hội không ngủ khi treo một mặt trăng nhân tạo lơ lửng trên bầu trời. Cùng với màn bắn pháo hoa đặc sắc, toàn bộ quang cảnh lễ hội trở nên kỳ ảo hơn, khiến người xem cảm tưởng như lạc vào thế giới cổ tích lung linh đầy màu sắc. Bên cạnh đó, sự góp mặt của những loài vật dễ thương như hổ, chim cánh cụt, gấu bắc cực cũng khiến các du khách vô cùng thích thú. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.